PC này là PC dáng tự nhiên, cây già lâu năm ở trên chậu rồi đấy, và nó thân nó rất là độc đáo. Cây như này thì bây giờ nói thật như nó tự nhiên và hiếm có đấy. Dòng cây mini này như thế này là hiếm có. Đây là một tác phẩm rất đẹp của bạn Khoa trong một bộ. Và với video trước chúng tôi vừa chia sẻ với các bạn những cái việc làm thường ngày vào thứ bảy chủ nhật của tổ kỹ thuật câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quả. Và đến video này chúng ta quan sát hai tác phẩm si. Đây là tác phẩm si thứ nhất mà anh Thắng Ngọc Thắng vừa với làm xong phần cắt lá và tỉa dăm. Chúng ta cùng chia sẻ cận cảnh của tác phẩm mà anh Thắng vừa mới giới thiệu với chúng ta. Cái này nó nhiều nét tự nhiên chú ạ. Vâng. Nó tạo nên cái cây nó già, thân thục. Hầu như là nó đã hóa rồi. Có những cái điểm nó đã hóa đẹp. Một tác phẩm si tầm chung. Có thể một người bê lên một cách dễ dàng. Vâng. Cao khoảng 40 phân. Chỉ tầm 40cm. Vâng. Ngang của nó thì cũng tầm 50. Để ngang tầm khoảng ngang là 50. Vâng. Còn cao là từ mép tán nọ đến mép tán kia là 50. Cao là 45cm. Cao là 45. Vâng, ngang là 60. Một người bê rất dễ nhẹ nhàng. Vâng, đẹp ấy. Đẹp của câu lạc bộ. Ngoài cái si này thì trong câu lạc bộ Phù Quảng thì còn nhiều cây khác nữa. Còn đẹp hơn nữa. Và anh có thể quay phía bên kia cho chúng tôi cái này thì, chia sẻ. Cái này thì mặt nào cũng đẹp. Đó, bê rất nhẹ nhàng. Đây, cháu bê lên đây. Vâng, đấy, đây là cái đỉnh cao của cây này. Vâng, đây đỉnh cao cây đẹp. Hiếm có đấy. Đây là phía đối diện chúng ta cùng nhau quan sát. Cây đẹp quá, mặt nào cũng đẹp. Và với những cái video của tổ kỹ thuật làm việc và cũng là giới thiệu sản phẩm của câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng, chúng tôi sẽ đăng tải số điện thoại của anh Duy Khoa trên màn hình. Các bạn có thể liên lạc, giao dịch, chia sẻ về kỹ thuật bonsai cũng như là có thể giao lưu và giao dịch những tác phẩm của câu lạc bộ. Vâng, bây giờ chúng ta chuyển đến tác phẩm si thứ hai mà các anh trong tổ kỹ thuật vừa mới hoàn thiện. Và đây là tác phẩm thứ hai, cũng là một tác phẩm si các anh vừa mới hoàn chỉnh xong. Vâng, cái si này cũng là một trong những cái si già đó. Vâng, để chúng ta cùng nghe lời chia sẻ của anh Thắng Ngọc Thắng. Ra cái si này nó nói chung ở trên nhà vườn của câu lạc bộ thì cũng có nhiều cái cây mini nhỏ và đẹp, thì hầu như là anh em cũng đã làm, tuy chưa phải là mỹ mãn lắm nhưng mà như thế này cũng là mình cảm thấy nó rất là đẹp. Vâng, form cây này thì nhỏ hơn cây lúc nãy. Vâng. Nhẹ nhàng hơn. Form cây này thì chiều cao của nó chỉ khoảng độ chưa đầy 40. Gần 40cm. Vâng. Thôi. Còn chiều ngang của nó thì khoảng 40, 50, đấy là cây hoàn thiện. Cây này thân của nó cũng rất là cổ quái, nghệ thuật. Nó đạt được những cái cây này là trong câu lạc bộ là cháu cũng rất là tâm đắc, rất thích. Vâng. Địa chỉ của câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng nằm ở nhà hàng Sơn Trang, thị trấn Tây Đằng, huyện Ba Vì. Và khu vườn cây và tổ kỹ thuật làm thường xuyên thì ở nhà anh, sân vườn nhà anh Duy Khoa, cũng ở thị trấn Tây Đằng, Ba Vì. Nếu anh em có nhu cầu mà giao dịch thì cứ lên nhà vườn, lên trên câu lạc bộ để tham quan. Vâng. Thì cứ hỏi chủ nhân, nếu chủ nhân có nhã ý giao dịch thì mới ấy được. Được rồi. Chủ được nhân rồi. Này là yêu cây nè. Vâng, nhất trí. Khi giao dịch. Bây giờ chúng ta chuyển sang tiếp tác phẩm tiếp theo nhé. Và bây giờ đến tác phẩm tiếp theo, chúng ta cũng cùng với anh Thắng Ngọc Thắng
chia sẻ. Đây là cây xanh 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 quê dáng mẫu tử, cũng giả lắm rồi chú ạ. Cái này cũng do anh em ở trong câu lạc bộ cũng tạo tác, và bây giờ nó cũng đã tương đối là đẹp. Cây này nó chất cây, nó cũng cao khoảng độ tầm 50cm, trên 50 một tí, nhưng mà nó cũng rất già và thân nó rất là thân nắc rất đẹp. Nói chung về độ tay cành rồi răm chi là cũng gọi là tương đối là mịn rồi. Thế còn để mà mịn hơn nữa thì nó phải có thời gian. Các cái xếp nếu mà tiêu chí về bệ rồi thân cây rồi thì tay cành điểm ra thì cũng rất là hài hòa. Vâng. Và chúng ta chia sẻ xong phần thân bệ và bóng dáng tổng thể thì tôi muốn là anh chuyển cái hướng ngược lại để chúng ta cùng nhau quan sát. Vâng, tên của tác phẩm này anh Khoa có đặt là Tình Mẹ. Tình Mẹ. Tình Mẹ. Vâng, bởi vì có cái cây tử thế gọi là thế mẫu tử. Vâng vâng. Anh cho tôi lấy cái bức ảnh này và cùng với chân dung của Thắng Ngọc Thắng để tôi làm cái ảnh bìa cho video nhé. Đấy, đứng ở vị trí này đẹp rồi. Chụp nhá. Mặt trái à? Sao nào? Thế đi quay sang đi. À, không không để mình ở đúng rồi. Đúng rồi đúng rồi. Anh đứng đằng sau. Đấy, với tác phẩm này là rất đẹp rồi, tuyệt vời rồi. Đây chính là ảnh bìa của cái video thứ hai là giới thiệu sản phẩm của ngày lao động của tổ kỹ thuật. Xong rồi. Đến tác phẩm tiếp theo chúng ta lại được anh Thắng Ngọc Thắng giới thiệu. Đây là những sản phẩm của câu lạc bộ trong những ngày cuối tuần các anh chỉnh sửa và tạo tác lên. Ô, nó nhỏ, nó nhẹ thế à? Vâng, cây này thì cây si cũng rất là già. Hầu như là cây rất độc đáo. Rồi. Hầu như là những cây mà trong câu lạc bộ phủ quản toàn cây đẹp mà cũng đã được tinh lọc rất là kỹ rồi. Và bây giờ chúng ta cùng chia sẻ cây rất già và tứ diện đều đẹp. Đây. Không, anh để một cái hướng để tôi lưu hình lâu. Đây rồi. Rồi đây ạ. Đấy rồi, đây rồi nha. Đây rồi. Bác quay cây đấy. Đấy. Bác thấy nó già không? Cây nó già mà nó quái, bác xê ra một tí thì nhìn được tổng thể cây. Không. Đấy. Bây giờ mình chia sẻ điểm nhấn thì phải đến gần, còn sau tổng thể là có cái ảnh tổng thể sau chứ. Cây nó già mà đẹp. Hay nhỉ, cây này nhìn cái form của nó. Cây này mà Khoa nó giao dịch thì kể cả anh em trong câu lạc bộ vẫn lấy chú ạ. Ừ. Cây đẹp như thế này. Cây đẹp quá. Đẹp. Để cháu quay mặt kia đi. Vâng, anh quay mặt kia đi. Nào, chú quay cho cháu lấy hình ảnh. Được rồi. Được rồi. Tuyệt vời đấy. Nào, để chú tôi lấy cái cận cảnh ở phía bên này. Rất tuyệt vời. Dạ, đẹp quá. Cây chơi những cây này nó độc đáo, chơi đường nét cũng là chán. Cây Đến tác phẩm tiếp theo mà các anh trong tổ kỹ thuật đã hoàn thiện ngày hôm nay. Chúng ta cùng chia sẻ qua cái lời tâm sự của anh Thắng Ngọc Thắng. Đây là một cái ruối giáng trực, nó cái thân của nó có nét rất tự nhiên. Và nó có cái điểm nhấn ở cái tay bay này, nó rất đẹp. Nhưng mà tuy là cây thì anh em mới đang trong quá trình làm, chưa nó còn phải có mất thời gian nữa, nhưng mà về cốt cây cũng về dáng cây nó rất là đẹp. Và hàng cũng là cây một người bê. Đi chơi chúng ta chỉ cần bê này. Vâng. Rất đẹp, đấy, rất nhẹ nhàng. Vâng.
Và anh khi anh đặt xuống anh quay hướng ngược lại cho. Vâng, đây đây để tôi quay. Tôi chia sẻ tiếp. Vâng, đây đây. Đó. À, bên này có nổi cộn mấy cái rễ rất hay. Cây này dáng độc đáo mà. Cây này đẹp. Vâng, đó là một số những cái tác phẩm mà cứ ấy đi, cứ bê ra đi, bê ra đặt tiếp cây chuối vào đi. À, cây thông à? Bây giờ đến rồi tác phẩm này vừa mới có vẻ hôm trước là Khoa mua đem lên chỗ Sơn Trang làm ngay trực tiếp chỗ trưng bày đấy không? Có bác Toán. À, đúng rồi. Cùng... đúng rồi, ở cái video trước là lúc ấy là đang làm. Vâng. Đến hôm nay là cũng phải một tháng rồi đấy. Cái thông này dáng nó tự nhiên và đẹp. Đấy, cái thông này mini. Nó cao khoảng 25 phân. 25 cm thôi. Tán của nó thế, tán của nó khoảng 30. Hay đấy. Để cháu quay mặt kia nhé. Được rồi, anh quay đi. Rõ nhẹ nhàng. À, đây là một tác phẩm thông bonsai mini. Tổ kỹ thuật canh cũng vừa mới hoàn chỉnh. À, cây thông này được đưa về đội cách đây khoảng một tháng. Vâng. À, hôm trước trong cái buổi giao lưu canh đã đem lên trực tiếp để cùng mấy anh em chỉnh sửa. Cây nó già cây, nó thuần chậu nâu. Vâng. Nó quý, còn không non thì không nói chuyện. Cây này nó già thuần chậu nâu rồi. Và đối với video này tôi chia sẻ với các bạn một số những cái tác phẩm như vậy. Đó là những cái kết quả lao động của những ngày thứ bảy chủ nhật do câu lạc bộ sinh vật cảnh tổ chức với nhóm kỹ thuật như thế này. Chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi những video của tổ kỹ thuật câu lạc bộ sinh vật cảnh Phù Quảng, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại.